Con sù này của anh bao nhiêu tiền? Một em sù. Sù được à? À, đứng lên nó lại ngồi xuống. Em này chân mai hoa không ạ? À, em này chân mai hoa. Con này giá 1 triệu rồi này. À, chó mai hoa chân vàng trắng. Trắng vàng, móng thì trắng. Đấy. Nhưng màu chân thì vàng. Hoàng đầu, dĩ đực. Đấy. Màu rất đẹp, hôm nay phải nói là toàn chó đẹp thôi các bác ạ. Đây này. Màu đen, màu đỏ, chó đỏ hôm nay giá rất là rẻ. Các bác chia sẻ để cho mọi người và anh em bạn bè cùng biết đến dòng chó Su Bắc Hà và mà sở hữu được những chú chó đẹp, vừa đẹp còn vừa rẻ nữa các bác ạ. Đấy, hôm nay thì các bác mà không mua thì quá phí. Đấy, toàn chó đẹp thôi. Mà những dòng chó 2 tháng này thì rất dễ nuôi. Đấy, về thì mấy lại dòng chó hơ mông này thì người ta chỉ ăn cơm với lại ăn cháo không. Đấy, cơm với lại ngô, cơm ngô ấy. Đấy, cơm ngô hoặc là cơm thường, bình thường nó cũng ăn rồi các bác ạ. Đấy, không phải cho ngon lắm như ở dòng chó nước ngoài đắt tiền hơn đâu các bác ạ. Đấy. Con này của em bao nhiêu tiền? 1,1 triệu à? Em cọc đực nhá, cọc đực giá 1,1 triệu này. Đấy, cũng phải nói chuyện với các bác thì chưa kịp nhắn đọc tin nhắn. Vâng, tìm con bác Dương Đô, Dương Do, tìm một con, tìm cho con tuyển màu. Vâng, con cọc tịt, chó Bắc Hà, rồi bác Duy Tả Văn. Giảm rất nhiều bác ạ. Vâng. Vâng, có cọc tịt bản, bác Kiên Trần. Vâng, nói chung là cọc tịt có nha các bác nhá. Đấy, đang xem từng em một các bác. Con này được hay cái anh ơi? Cái à? Cọc đẹp không? Xem nào. Đấy, em này cọc quả quýt. Cọc quả quýt là cũng đẹp rồi các bác nhá. Cọc quả quýt vàng xám. Cọc vàng xám giờ đi cái à? Đấy, bao nhiêu tiền anh? 500. 800. Đốm lưỡi không? Có đốm lưỡi không? Anh kiểm tra xem là đốm lưỡi không? Đưa cái. Anh cứ bay hẳn lên to tí vì nó rõ hơn. Thôi không xem được. Mình phải có kỹ năng. Đúng rồi. Vâng, em này là có một em đen 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 đực này, đen đực quả quýt này, em này cũng được này. Cọc đen đực các bác nhé. Cọc đen đực. Em này giá 1,1 triệu này. Đấy, giá 1,1 triệu cọc đen đực. Nhìn thì đuôi chuẩn các bác ạ. Nhìn thì màu đuôi thì chuẩn đó. Đấy. Có một em cọc vàng cái kia giá 800 cũng đẹp nha các bác nhé. Cọc xám này. Cọc xám kia cũng đẹp này. Đấy, em cọc xám cũng đẹp, cũng được. Đấy. Đây bên này có một em mai hoa nhìn phê lắm này. Cọc thỏ mai hoa nhá. À, cọc đuôi cọc thỏ mai hoa này. Tứ túc mai hoa trắng tinh này. Đấy, tai rất đẹp luôn. Con này bao nhiêu thanh niên? 1 triệu. Đẹp lắm. Em này phải nói là đẹp này. Đấy, cọc thỏ mai hoa. Con này được cái. Con này con cái. Ờ. Thế là bố bảo con này 1 triệu. Đúng không? Thế có đáng chăng có bác không? À, không bán à? Phải 1 triệu mới bán đúng không? À, thế 1 triệu mua có bán không? À, có. 1 triệu bán. Bạn nhỏ này bạn ấy cũng thông minh lắm không ạ? Gà 800 rồi không bán nhỉ, 1 triệu mua thì bán luôn. Còn một em cọc mai hoa nhá. Đây này. Cọc tứ túc mai hoa đây ạ. Vâng, cọc cái đúng không? À, cọc cái đuôi thỏ chân tứ túc mai hoa này. Cực đẹp luôn này. Đấy. Rồi các bác nào kết em này thì